rapper Beckham gây chú ý với diện mạo mũm mĩm nhưng vẫn được khen hết lời. Xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mẹ, Harper Beckham nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngày 17 tháng 4 vừa qua là sinh nhật tuổi 48 của cựu ca sĩ doanh nhân Victoria Beckham. Và theo đúng truyền thống gia đình, tất cả thành viên đồng loạt tung lên mạng xã hội loạt bài đăng chúc mừng và khiến mạng xã hội dậy sóng. Cả ngày, Beckham đã mở tiệc mừng sinh nhật quý bà VIP vào cuối tuần trước ở chính dinh thự 2.354 tỷ, nhà con dâu mới Nicola Bells Beckham tại Palm Springs, Florida, Mỹ. Đến ngày 17 tháng 4, David Beckham mở đầu đại tiệc chúc mừng online với bức ảnh khóa môi mùi mẫn bà xã ở bờ biển dinh thự hơn 2.000 tỷ. Tiếp nối sau đó là Cruz Romeo Beckham với bài đăng thể hiện tình cảm với mẹ. Vợ chồng Dublin và Nicola tung ra hình ảnh được cho là ở bữa tiệc sinh nhật để chúc mừng mẹ. Phu nhân tại phiệt nhà thông gia cũng xuất hiện chung khung hình. Đặc biệt nhất, Victoria Beckham đã nhận được hơn 2 triệu lượt tim khi tung ảnh hồi bé cực xinh xắn mừng ngày vui của chính mình và còn khoe clip của Úc Harper viết một bức thiệp chúc mừng ý nghĩa kèm hình ảnh hai mẹ con đầy đáng yêu. Mới đây, bức ảnh gia đình David Beckham ấm áp trong sinh nhật Victoria đã khiến dân tình tan chảy. Đáng chú ý, tiểu thư Harper Beckham đứng ở vị trí trung tâm bức ảnh đã chiếm spotlight vì ngoại hình phỏng phao ở tuổi 11. Có thể thấy Harper thay đổi khá nhiều về gương mặt vóc dáng so với trước đây. Cô bé mũm mĩm và trông chững chạc phỏng phao hơn rất nhiều. Trong đám cưới cách đây không lâu của anh trai Brooklyn Beckham, Harper cũng xuất hiện với vai trò phù dâu. Những hình ảnh của Harper còn được săn đón không kém nhân vật chính của buổi tiệc. Có thể thấy dù ngày càng thay đổi so với thời bé, nhưng ngoại hình của nhóc tiền nhà Beckham vẫn khiến người hâm mộ tan chảy. Ở thời điểm hơn 10 năm trước, nếu được hỏi nhân vật nào không phải là minh tinh hay ngôi sao, nhưng sức nổi tiếng thì ngang ngửa, thậm chí là hơn, thì khó lòng mà bỏ qua cái tên Harper Seven Beckham, con gái út của cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nước Anh, David Beckham và Victoria Beckham. Những khoảnh khắc Harper bụ bẫm đáng yêu trong vòng tay bố mẹ hay khi cô bé lẩm chẩm từng bước đầu tiên đều được mọi người dõi theo và không tiếc lời khen cho ngoại hình như thiên thần của Harper. Xuất thân từ gia đình khá giả, lại có mẹ là nhà thiết kế thời trang, ngay từ nhỏ Harper đã được chăm chút trang phục kỹ càng mỗi khi xuống phố. Cô bé còn được hưởng đặc quyền ít ai có được, đó là ngồi trên hàng ghế đầu tại các show diễn thời trang cùng bố và các anh trai, và đặc biệt là bên cạnh bà đầm thép của giới thời trang Anna Wintour. Những tấm hình chụp lại Harper trong vòng tay bố Beck đã khiến bao người trụy tim vào thời điểm đó. Vì còn nhỏ nên mẹ Victoria thường xuyên cho con gái diện những mẫu đầm dây rộng rãi với họa tiết hoa nhí, màu sắc tươi sáng để cô bé có thể thoải mái vui đùa. Ngoài ra thì Harper còn diện quần jean, áo phao cũng sành điệu không kém. Khi cô bé lớn chút nữa thì phong cách thời trang cũng bắt đầu đa dạng hơn. Victoria từng tâm sự, Harper thường tự đưa ra quyết định bản thân sẽ mặc gì mà không cần mẹ chọn sẵn cho. Bên cạnh style thì mái tóc vàng óng mềm mại của Harper cũng làm nhiều người mê mệt không kém. Nhìn chung phong cách ăn mặc của Harper không quá cầu kỳ, cô bé vẫn diện những trang phục thường thấy ở các bạn đồng trang lứa như giày búp bê, áo phông, quần jean hay váy dài đơn giản. Khoảnh khắc Harper selfie trước gương cùng mẹ Beck, hai mẹ con cùng diện váy hai dây màu trắng và đen khiến người hâm mộ chợt nhận ra Harper đã lớn lắm rồi. Không dùng mạng xã hội, thế nên ngoài những hình ảnh được cánh nhà báo ghi lại, fan chỉ có thể trông ngóng Harper thông qua Instagram của các thành viên trong gia đình mà thôi. Dù mới chỉ 10 tuổi, Harper đã gây ấn tượng với chiều cao nổi trội gần bằng mẹ Vic. Ở bên cạnh gia đình, Harper thường diện những mẫu váy nhẹ nhàng nữ tính hoặc những outfit thoải mái như áo thun, chân váy hay quần jean. Năm 2020, cả nhà Beckham lại có dịp hội tụ trên hàng ghế đầu tại show diễn của Victoria. Harper vẫn tiếp tục xúng xính trong những mẫu váy hoa ngắn dài, kín đáo và búi tóc cao. Nhờ thế mà gương mặt xinh như thiên thần của Harper được phô diễn triệt để. Thậm chí khi cùng chung khung hình với vị tổng biên tập của tờ Vogue, Harper cũng cho thấy thần thái không hề lép vế, chứng minh một nhan sắc đầy tiềm năng trong tương lai. Sánh đôi cùng chị dâu Nicola Bells, Harper lại lần nữa cho thấy cô nàng sẽ là đối thủ đáng gờm của Nicola trong tương lai, kể cả về nhan sắc hay gu thời trang. Hiện tại cô bé chỉ mới 11 tuổi thôi, vẫn còn rất sớm để khẳng định liệu cô bé có nối tiếp sự nghiệp của mẹ mình hay không. Nhưng hành trình lớn lên, những sự thay đổi về ngoại hình của Harper đều nhận được sự chú ý của công chúng.